Hiện tại là One đang có một cái shop game OneRoblox.com, thì mọi người đừng quên đó chính là và ủng hộ cho One nha. Ở đây thì tên miền của nó là game OneRoblox.com và cái đường link á thì mình sẽ để trong phần bình luận bên dưới nha mọi người. Này, không biết sáng gì con đứa mới làm gì mà mình thấy nó đi luyện Pokemon liên tục. Đây đây đây, phải đứng sau gốc cây hồi máu cho Pokemon. Hôm nay nó có một cái hành động rất là lạ kỳ luôn, thấy chưa? Đang lại di chuyển nó kìa. Mình sẽ rình xem núp đang có cái điều gì. Hình như là mày ra bắt gặp rồi cái con núp kia. Mày là ủa, mày đâu vậy? Bữa nay mày không đi luyện Pokemon hả? Tao mới ngủ ở trong cái quan tài. Ấy, ủa không phải là tao mới ngủ trong cái giường siêu xịn, cái xịn cái giường của tao là chống nắng của tao mà. Mày nằm trong quan tài đi. Cái giường đây là cái giường, đây là cái giường. Mày làm cái gì? Mày mới nói cái quan tài đó nè. Tao nói lộn, tao nói mày liệu nha. Hồi bữa giờ mày nói tao mày liệu. Ê, mày cầm đi, hồi nãy mày cầm con gì vậy? Mày làm cái gì? Con game ninja, hôm nay tao đi luyện con game ninja đó, mày không biết hả? Đâu? Tao luyện sáng giờ rồi, mày ngủ tới giờ này mày mới dậy. Trời ơi, bây giờ nó sắp chiều tới nơi rồi. Ủa, vẫn còn sáng mà, vẫn sáng lắm, mặt trời mới lên tới đỉnh nè, trời ơi. À, thì ra mày bắt trước tao, rồi ninja luyện. Thì ra con núp nó đã biết được thủ thuật úp con Rayza rồi các bạn ơi. Hay, tức quá mọi người. Mình đang có con Rayza đắt được rồi. Nếu đã thế thì mình sẽ đi luyện con khắc tình của Rayza. Hey, khắc tình Rayza còn hệ điểm của ta. Rồi, mình đang có một cái hệ rất là siêu xịn sỏ này mày. Đó chính là chúa tể đứng sẽ tạo lót nè. Ủa gì tao nghe mày nói mày tính hay mày con khắc tình Rayza hả? Ừ, chứ sao được rồi. Thôi được rồi, đã thế thì ta sẽ chơi một con, đánh bại con gì Greninja của mày dám tiến hóa được không? Đúng rồi, hãy coi cái gì mà đánh chuông đánh cản làm gì vậy đó, mày đánh cản làm gì vậy? Để tao mày đánh kiển kìa, mấy một cái bọn tao mày quýt nè. Đừng có mà mơ. Được rồi, bây giờ nếu đã thế thì mình sẽ đi tìm cái khu vực để tìm một con hệ điện. Mấy cái chu thì là bình thường quá các bạn ơi, thì lần này mình sẽ tìm một con nào có thể thức tỉnh hay là tiến hóa được nha. Đúng rồi. Thế mà vậy cho tao đi với con. Ê, tao còn núp bên này nghe mình nói chuyện nữa rồi. Thôi rồi, mình sẽ đi trốn một cái vùng nào đó xa ra một tí để núp tránh khỏi cái việc mà nghe lén của mình mọi người ơi. Trời ơi, cái vùng savanna đâu ngoài đi ngoài không thấy các bạn ơi. Cái vùng này là vùng plain. Cái vùng này thì cái vùng chúng ta không thể nào kiếm được Emerald Gold được. Và điều đặc biệt với lần này đi á, mình sẽ cần phải về vùng núi nữa cơ. Thì về vùng núi đó có gì? Để đó chính là anh sẽ tìm một cái thứ rất là đặc biệt, đó chính là một viên đá điện mọi người ạ. Thì cái con quay câu này khi mà có viên đá điện á, nó sẽ kích hoạt được khả năng mega của nó. Đó, thì kích hoạt được khả năng mega thì mình nghe nói con này có hai dạng, dạng thức tỉnh đó, dạng thức tỉnh kia thì mình chưa tìm hiểu ra được. Được, nhưng mà dạng này, dạng đầu tiên thì mình biết cách rồi. Và mình cái việc của mình á, sẽ là đi tìm mấy cái viên đá gọi là Thunderstone. Đây là viên đá có thể giúp cho cái con Raikou của mình, đó chính là Mega được. Chỉ cần mình bỏ vô người nó thì nó sẽ tự động Mega nha. Thì những viên đá này các bạn có thể tìm thấy ở những cái vùng như là cái vùng núi như này nè. Đó, những cái khu vực này á là sẽ khu vực xuất hiện rất là nhiều những cái viên đá đấy. Mình cũng không chắc nữa nhưng mà thường là như vậy. À, mình sẽ đi vạch mấy cái vách đá nè, thấy nó rất là rộng đúng không? Sẽ tìm hoặc là quýt bãi những con này, quýt mấy con này, quýt mấy con hệ đợi này nè. Nó cũng đang cái đụng Thunderstone đó mọi người ạ. Này, quýt nước ơi. Ui, vẫn còn sống kìa hơn thế. Này. Ôi, đen mọi người ạ, mình được sắt thôi. Mình sẽ coi thử coi có may mắn hơn không. Ôi, những cái vùng núi thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần một là chúng ta sẽ đào xuống dưới. Đào xuống dưới. Cái này cái gì đá gì này. Mình không biết bí cục này làm gì các bạn ạ. Đây, một con ở này. Được. Wow, không có rồi. Ôi, ơi, nó tiến hóa về dạng cũ á, mình không chọn nha. Nếu mình chọn nó sẽ về dạng cũ á. Tại vì khi lên cấp nó sẽ chuyển form mọi người con này. Về sau được cái dạng thì mình được thoải mái lựa chọn hai dạng. Đó. Ok, bây giờ thì mình cứ đi luyện, đi không phải luyện rồi mình đi tìm những viên đá. Ôi, viên đá thì khó, không biết mình có thể đặt được cái không ta. Mình thấy rất là nhiều cục này ở trên bản đồ nhưng mà mình không biết cái này có khả năng là gì cả. Thôi, nó cứng như là cái cục à. Cục gì ta? Cục gì ở dưới bedrock đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm à đây thôi, ở đây có cục này. Cục này cục gì ta? Moonstone mọi người, cái Moonstone này không phải nha. Moonstone này thì không phải. Moonstone thì chúng ta không thể nào mà
Ôi ôi, chỗ này quá trời Moonstone đó mọi người ạ. Khó nhưng mà mình cần Thunderstone mà. Ấy giờ mọi người, về những vùng núi thì rất là nhiều luôn á. Đây cái này quanh chùm mấy cái này rồi, nó. Thấy chưa, cái này rất là nhiều luôn, kiếm một xíu là ra đầy đủ à. Chứ còn đi về những cái vùng núi chúng ta có thể tìm được những cái viên đá. Đa phần rất là nhiều luôn á. Chỉ là mình đi chăm đi tìm thôi. Mình sẽ tìm, ôi, dưới đây cũng có đây các bạn ạ. Nhưng đi này dễ chết quá. Than thô, ok, đi lên, lên, lên. Nhìn sợ quá, nhìn sợ quá. Rồi, mình sẽ đi lên, lên, lên trên lại đi. Để mình lên tìm. Tìm lại cái khu vực đang, quên. Khu vực có cái mấy cái đá stone khác mọi người ạ. Thunderstone. Ồ trời ơi, đi ăn tàn bánh mì không à. Rồi ok, nó chúng ta có thật thì vẫn được đạo. Thì chúng ta sẽ đi tìm tiếp cái viên đá này. Viên đá này tìm cũng khá là dễ các bạn nói thật ra nè. Chỉ bỏ công đi tìm thôi. Ôi trời ơi, chỗ này cao thế. À, sẽ có đường đi xuống này. Mà có ruby nữa nè. Mình sẽ kiểu đi đi khám phá hang động luôn. Không phải đâu, bây giờ mình thực sự mình đang đi tìm dùng cái vùng Savannah các bạn ạ. À. Cái còn cái viên đá kia thì tìm khá là đơn giản, thành ra là mình cũng cứ đi thôi. Còn đa phần là mình đang đi tìm cái vùng đất Savannah để tìm cái con ray câu tranh thủ vào mấy ngày này á. Mình sẽ đi tìm tìm cái vùng đất đó để bữa sau có thì mình tìm cái gì. Ôi có ma chòm nè, ma chòm quá trời luôn nè. Con này thì chúng ta sẽ cần đập đập đá mọi người, đó là nó có nó mới ra luôn. Còn thức tỉnh thì hình như phải luyện level cực lắm ấy, luyện level cũng khá là cao cho đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm, mình sẽ lấy con này về mình quánh đúp cho mọi người coi nhá. Ui bên đây có con boss nè. Nè trời, bên kia là mình thấy một cái stone đó mọi người. Moonstone, cái vùng này moonstone nhiều dữ thế. Thunder đâu không thấy trơn hết á. Khúc này như là Thunder nhiều hơn ấy, cái là Moonstone nhiều hơn cái đá mặt trăng á. Chưa, đi đâu cũng thấy đá Moon không à. Ủa cái này là gì vậy? Downstone mọi người ạ, à. Downstone không phải Moon mọi người ạ. À. Ôi, đi xuống dưới kia không ổn luôn á. Rồi, bây giờ mình nghĩ là mình nên đi qua cái vùng mà vùng gì ta, vùng Savannah để tìm một cái con trước. Còn cái đá này chúng ta sẽ tìm sau được. Mình vẫn muốn đi tìm các bạn ạ, kiểu ưng đi tìm một thứ đó mà mình biết vị trí của nó, mình sẽ ưng đi tìm hơn. Ok trời tỏ rồi. Ui các bạn thấy kim cương, cái này là cái crystal á, nhưng mà người nghĩ sẽ là kim cương đúng không, biết ngay mà, biết ngay là crystal mà đó. Rồi hiện tại mình cũng chẳng cần lắm nên mình không đem theo đâu. Ôi trời tối rồi, trời tối thì không thể nào xuất hiện được cái con Rayco. Chúng ta chỉ có thể ban ngày thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng Savannah, cái vùng mà đất liền hình như vùng gọi là cỏ xanh hay sao á. Rồi bây giờ qua sẽ đi cùng với mọi người đi qua bên đó nha. Rồi sau bao nhiêu tháng ngày thì mình cũng đã tới được cái vùng Savannah và cũng đã kiếm đủ được mấy chục viên đá rồi. Trong đá tìm khá đơn giản ở chỗ này, khu vực này. Ôi, nhiều con Pokemon nhìn lạ ghê các bạn ơi. Nhưng mà khu vực này nhìn cũng khá là rộng lớn ấy. Đây nè, cây cối đồ rất là tùm. Ê, cái vùng này là vùng gì ta? Aurakira gì à? Cái này gọi là Akaukaria Savannah. Cái vùng đất xanh bên kia mới đúng các bạn ạ. Rồi mình thì đi cưỡi Pokemon này đi nhanh á. Tới đây thì mình đi bộ. Đó. Mấy cái giáp play này chắc mình cất. Mấy quý mình chữ đi liền. Ok, các bạn cầm đi cũng được. Mình sẽ lượm cái quả bóng này coi nó có gì nào. Thời gian này thì chúng ta sẽ chờ đợi. Ôi, một cái này protein mọi người ạ. Trời, cho Pokemon dùng à. Đâu, mình cho này coi dùng coi. Protein. Ôi, nó cộng thêm cái gì đó mọi người ạ. Insert Friendship and Attack. Ui nó tăng thêm tấn công các bạn ạ.
Ôi cái vùng này, ôi cái vùng savannah càng nhỏ càng tốt, mà biết sao không? Con Ligon xuất hiện ra đó thì chúng ta dễ kiểm soát được hơn á. Trời, con Vitini xuất hiện các bạn ơi. Đậu xanh Vitini. Trời ơi, không phải. À, cái vùng qua đèo savannah, mình phải đứng bên kia. Ui, con boss đó kìa các bạn ơi. Đây rồi, thời khắc xuất hiện. À, trên bản đồ mình đã thấy Ranko xuất hiện đó các bạn ạ. Đây rồi, em đang đứng ở túc ngoài đây nè. Ok, mình dùng quả đầu tiên là quả Whitbone để bắt con Ranko này. Đây là Ranko phiên bản bình thường nha các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, mình sẽ bắt ở bên ngoài cho mọi người coi chinh được. Đúng là ngày sớm, người ta nói ngày sớm là thường thường là ăn mít luôn mọi người à. Ăn quẻ bóng luôn mọi người à. Ê, ôi, trên bản đồ vẫn có con Ranko. Ủa, mình vẫn thấy nó trên bản đồ các bạn hả? Ê, rút kinh nghiệm lần trước. À, hình như nó bị lát bên kia nó qua con đại. Mình không thể nào mà quýnh bắt nó bên ngoài mọi người. Bên ngoài nó cứ bị lỗi các bạn ạ. Quăng bóng là nó mất luôn. Nên là mình sẽ quăng bóng trong đây. Còn có chiêu roa mọi người, chiêu gầm là nó chạy đi á. Rồi, mình sẽ quăng bóng ở trong đây cho nó chắc kèo nè. Trời, con của mình tăng dữ lắm. Mình sẽ dùng quả netball bắt con hệ nước và con hệ điện để bắt cái quả này hơi toan. Con hiện tại bắt rất là khó các bạn ạ. Thấy chưa, nhìn vậy thôi chứ mà bắt không có dễ đâu. Ok, quả mình sẽ chơi quả quả gì ta, Grey Bull thần thánh của mình. Quả này mình là chùm bắt cái quả này luôn. Thôi chơi gãy đúng là mình gãy quá, thành ra bắt khó các bạn. Được rồi, chơi chiến thuật quả khác vậy. Quá Ribbit Bull, bắt nhiều chơi Ribbit Bull cho nó chất lượng luôn. Trời, các bạn nhìn con Greninja Megadeth của mình phê chưa? Quá là đẹp. Rồi, nó dùng chiêu Raw với mình kìa mọi người. Mọi người thấy chiêu Raw nhưng mà bị fail rồi mọi người ạ. Ôi, khó các bạn ơi. Mình sẽ dùng Netball. Con này có hệ nước luôn, có Renden nè. Con, mình nhớ con Ranko này có chiêu Renden á. Kiểu mưa xuống đánh xét ra, đánh đầu ấy. Ultra Ball có nằm quả gì nhất kìa. Hy vọng sẽ bắt được con này. Con huyền thoại thường rất là khó bắt các bạn ạ. Thấy chưa, nó lắc hai cái thôi mà mình nghĩ là mình bắt được rồi đó chứ. Coi, chắc này lắc cái là bể bóng à. Trời ơi, lắc thêm một chút nữa đi. Bắt đầu nó chơi Thunder rồi kìa mọi người. Nó cắn con Frenza của mình gần như gãy ngứa. Tại vì con mà là dạng đặc biệt rồi, rất là trâu. Một nè. Trời, mới được có một cái à. Ultra Ball lại nè. Vô đi. Rồi, lắc nào. Ôi, thấy nó lắc rồi mà không vô được. Lắc lại nào. Đó, đó. Một nè. Hai nè. Ôi, mới có hai cái là gãy bóng luôn mọi người ơi. Ok, bắt mấy quả bóng lạ đi. Mình không có Premier Ball, mình bắt Premier Ball là chụp luôn rồi. Một nè, thôi chắc hai cái là cục. Ây da, khó quá các bạn ơi. Safari Ball. Mình biết là không bắt được nó dễ dàng nhưng mà mình sẽ cố gắng nè. Trời ơi, nó vô nó lắc quá trời lắc luôn rồi. Trai Ball coi. Dùng hết mấy quả này luôn. Con này chỉ dùng quả Ray Ball hoặc là Ultra Ball để bắt dễ thôi. Còn mấy quả khác mình nghĩ khó bắt lắm các bạn ơi. Yes! Trời, đây muốn bắt được các bạn ha. Áo gì chơi. Ơi, ok. Đã thế mình tiến hóa con đặt Renza của mình về dạng thường chơi. Thì con này nó có hai, nó có chuyển form mọi người. Con này rất là đặc biệt. Một con cực kỳ đặc biệt luôn, có dạng chuyển form. Đó, chuyển form về dạng Mega mọi người thấy đỉnh không? À, nó chuyển về dạng này yếu hơn. Dạng này yếu hơn Renza Mega nha. Đó, tình hình này còn cái dạng kia là giống như dạng thức tỉnh đó các bạn ạ. Nhưng mà con Ranko của mình bây giờ mới bro VIP nè các bạn. Được rồi, như mình tìm về giả bộ trụ núp solo quýnh thua. Giả bộ quýnh thua mọi người, đúng rồi. Chắc bây giờ núp ở nhà cũng đi cũng khá là lâu mọi người. Núp chắc cũng luyện dữ lắm rồi. Luyện cái gì ta? Luyện cái con gì ta?
con Reza chắc là lên dạng Mega rồi hay sao đó. Rồi mình sẽ trở về nhà coi núp thế nào đây mọi người. À, trở về rồi. Ôi, con núp nó đang solo với boss kìa các bạn ơi. Trời ơi, không biết nó có dạng Mega chưa. Ê núp ơi, mày làm gì vậy núp? Tao đang solo boss, tao đang luyện ra bài chứ gì. Trời ơi mọi người coi gì, mình mới hỏi nó có một câu mà nó có dạng gáy ghê. Mà nhìn nó cầm con gì về đây, khắc tinh của con hề nước của mày đây. Ủa con này là con gì vô anh? Con này là con... À con hệ điện. Con này là con Brico, rất là VIP pro luôn. Mày lấy con hệ điện vậy mày quýnh với con hệ nước, sao tao quýnh lại? Trời ơi, nghĩ sao không lại con này cùi lắm mày ơi. Con này nó phải hệ điện nè, con này hệ đất đó mày ơi. Nghĩ sao tao lấy con hệ điện vậy quýnh với mày chi? Mày nói tào lao nha. Mày không tin thì mày lấy con này mày solo với lại con Greninja của mày coi. Greninja của tao lên level biến hóa rồi. Đâu đây, nãy giờ coi mày quýnh rồi. À, Greninja biến hóa xong rồi nè, ghê chưa? Thì ra núp cũng chưa biết biến dạng hình dạng đất, nên thành là mình chắc là quýnh được con này thôi. Đây đây đây, Thunderfan. Trời ơi, quýnh con cá chết luôn rồi. Ủa gì vậy mày, hay điện kì vậy? Rồi, bây giờ thì mình sẽ hồi phục lên. Đây, coi như là chị thua pha đầu đi. Rồi, để con boss này cho anh. Lúc chính gà nha. Trời ơi, mới rủ solo được mà... Được con boss luôn đó. Mới rủ solo mà thua mọi người thấy hơi nhục rồi đó mọi người. Rồi, để mình sẽ... tiến hóa lên. À, phải chuyển form trong này. Ơi, con này quýnh bị mất máu nữa, cay thiệt chứ. Hydro Boom nè. Ôi, con kia là hệ điện mọi người. Con này cũng hệ điện nè. Con... gì Alpharoth, con Alpharoth cũng hệ điện luôn à. Waterbu, trời nó quýnh không xin dê đó mọi người. Waterbu, đây rồi. Lên level nào. Ê, Thunder. Mình sẽ cho nó học chiêu Thunder. Bởi chiêu Raw này, đấy. Rồi, cho này tiến hóa lại. Cho này tiến hóa lại dạng đắt chứ. Tí lỡ thua đáng này ra gánh kèo. Chắc là nấp cũng biết được cái dạng đắt này rồi đúng không? Đấy, lên con Granger của mình học chiêu bắt đắc vu đó mọi người. Đấy, rồi được rồi, bây giờ thì núp xem đây, xem mà học hỏi nhá. Đây, giờ mình sẽ lấy cái bàn chế tạo, cái đã. Qua làm gì tà lưu tà la vậy? Trời ơi, ai ngu gì mình làm xong đặt lại. Từ từ, ôi gì vậy? À, con đi ra, hả lắc này hả? Bây giờ ê, cho con ninja của UT tiếp hóa với coi. Đấy, từ từ đã, bây giờ qua sẽ chế tạo cái Thunder. Đây rồi. Đây mới là cái thứ quan trọng nhất của ngày hôm nay. Này, núp thì coi kỹ vô nha, để cất con Ranger con kia phụ thôi. Con này mới là nhân vật chính nè, nhìn cho kỹ. Ủa, con này cũng tiến hóa hả? Nhìn nha. Đó, nhìn kỹ vô. Đây rồi, đây mới là ông chùm Raiko xuất hiện lần đầu tiên trong màn ảnh các bạn. Các bạn đừng quên để phím like subscribe nha. Trời ơi, núp coi kìa. Wow, con Raiko tiến hóa ghê vậy. Ừ, ghê chưa, núp nhìn kìa. Đứng lại coi. Wow, ơi, Wanda cũng chưa biết cái dạng này luôn. Cái dạng này nhìn, trời đất ơi. Trời, cái đuôi bị gãy. Tóc hồng. Không má ơi, đuôi cái đâu. Đây là đuôi điện của nó. Đây là dạng Draco Mega. Ê, nói cho một tin nữa là con này chưa thức tỉnh đâu nha. Còn dạng thức tỉnh nữa. Được rồi, để qua anh bơm con boss nữa coi. Con có mạnh mẽ như là những người đã nói đi trước không? Ê, ôi, cái gì vậy? Tao quýnh con boss đi thì con thử coi. Có chiêu boss strike luôn. Tăng, đúng là tăng luôn. Trời ơi, con boss level 162. Được rồi, chơi chơi bóng tối. Bay nè. Ôi chơi bay này bóng tối này hơi yếu mà. Ui à. Ôi, con ông này mạnh đấy nha. Nó nói chung. Ôi không tiến hóa mà ông ơi. Ôi ông này lại tiến hóa. Ui nó học được giáp cannon đó mọi người. Mình sẽ đổi giáp cannon vô cái chiều chiều boss strike. Boss strike khá là mạnh các bạn. Ok mình sẽ đổi chiều vô cái này chiều cắn đi. Chơi luôn. Rồi, không tiến hóa nha, không tiến hóa, cancel. Được rồi, giờ núp sẵn sàng solo chưa? Rồi, đây là cơn kèo đó. Solo con nào? Một solo tên thôi. Solo con Renza. 100 hả? Trời ơi, con quay cầu Mega của anh có level 81 rồi má ơi. Má ra đây solo cái coi. Nga này solo cho... Con nó giờ nó xăm mình quá, sao quên lại nó?
mới sẵn có một tí hình xăm hình chưa phải chi chắc là giang hồ đâu. Giang hồ này là giang hồ mỏm thôi, không biết thực lực thực hư nó như thế nào nữa đó. Nó tuy rất là đẹp á nha, nhưng mà mới quýnh lại con Reninja không, tại vì Reninja này là hệ đất với là hệ water các bạn, chứ không phải là hệ water không. Có mỗi chiếc water không à? Rồi đây. Thì đâu bắt? Đây là bắt không? Rồi, được rồi, mình sẽ búp thêm một cái skin của con. Ê, cái gì vậy má, mạnh dữ vậy? Wow, coi bộ đánh được nè. Boss try, ui dồi ôi. Thử coi. Rồi. Boss try, ủ là trời, con kia mạnh dữ vậy, con Renza. Hình như là đắt đầu các bạn ơi. Vậy là quýnh không lại rồi. Trời, đừng tưởng ta hệ điện mà quýnh không được. Đừng chợt tưởng ta hệ nước mình hệ điện mà đánh không người ta. Trời chàng các bạn ơi. Ê, hồi máu hôm nay con hồi máu. Ồ, chấp chàng thức tỉnh luôn. Không phải chấp chàng trai nó mắc luôn, con Renza trâu quá. Ủa đây nó mắc luôn hả, ghê vậy. Ôi, nó quýnh chết con kia luôn rồi. Được rồi. Ghê chưa, ghê ông chưa. Ông chồng này ông tối ca. Water Shuriken. Thôi hai con này quýnh nhau chắc tới mùa quýt luôn á. À, không nên mình à, không nên đập đấu với con này mà con này trâu quá. Ôi con Renza nó trâu quá các bạn ơi. Thôi được rồi, hẹn nước mùa sau đi. Thôi hẹn nó khỉ mình cái mọi người á, tức chứ. Được rồi con này mới nhục. Mượn cái câu xài xíu đi. Con khỉ con này còn thức tỉnh nữa, tao chưa thức tỉnh thôi. Được rồi, để ha tập sau ha, tao thức tỉnh con này cho mày coi, là tao hẹn mày trận đấu lần sau. Ủa như vậy còn chưa thức tỉnh ha, còn thức tỉnh sao nữa? Chẳng thức tỉnh lần sau rồi nó sẽ ngầu hơn cái dạng này nữa, dạng này đã ngầu rồi, dạng lần sau hả sẽ ngầu hơn và cho cửa. Dạng này dạng tóc hồng biến thái. Biến thái tóc mày đi ra. Được rồi các bạn ơi, các bạn muốn mà xem dạng thức tỉnh của cái con này tiếp theo á, các bạn hãy bình luận bên dưới để qua nè tập sau thức tỉnh phục thù núp rồi mọi người. Dám trèo kêu con mình tóc hồng bê đê biến thái nữa chứ, tức thiệt chứ, còn gán xinh nữa. Được rồi, bây giờ bữa sau mình cho núp biết thế nào mùi lễ đồ.